Kính thưa các bạn đang đến với chương trình Show Diễn Cuộc Đời. Nhân vật chính của ngày hôm nay đó là bạn Bùi Ngọc Thịnh, kỷ lục gia châu Á. Chắc chắn ngày hôm nay đây là một trong những cái sân khấu vô cùng đẹp đẽ và vô cùng lãng mạn trong tất cả các chương trình Show Diễn Cuộc Đời trước đây. Có lời thơ là văn nào để miêu tả hết cái sự xúc động. Xin chân thành cảm ơn chương trình để em có được một show diễn hôm nay. Ủa ai? Bạn Ngọc Thịnh bữa đó hả? Ủa sao bữa anh coi trên ấy thế anh thấy Thịnh nhỏ con lắm mà ra ngoài bự dữ vậy? Thịnh đánh được bao nhiêu nhạc cụ? Dạ 14. 14? Dạ. Thầy anh Thịnh năm nay nhiêu tuổi? Dạ con 21. Thịnh năm nay 21 tuổi hả? Dạ. Ủa 21 giờ sinh năm 2000? Dạ 2000. Con bắt đầu làm quen với nhạc cụ từ năm nào con? Dạ con làm quen từ năm 6 tuổi. Ừ, 6 tuổi. 6 tuổi con làm quen học học trống. À. Dạ. Thịnh đánh được trống luôn? Dạ. Được. Hôm nay con vô giao lưu với chú Điền ha, rồi giờ dạ. Bữa chú ra ngoài Nha Trang. Dạ. Chú sẽ quay cho con kỹ ha. Dạ. Con cũng nghe cái những chương trình của chú nhiều lắm á. Dạ. Có nghe không? Dạ có. Trước kia lúc cái gì The House Show gì đó. À, The Lighthouse. The Lighthouse á là đợt đó con cũng tính tham gia mà không biết đăng ký sao. Ừ. Bây giờ chú tính làm lại nè. Dạ. Thì bây giờ làm cái này là mốt The Lighthouse là cái này luôn, mình làm hiện đại hơn. Dạ. Bây giờ nếu mà chú làm cho con một show diễn cuộc đời con thì con muốn là con chú làm ở ngoài Nha Trang hay là sao con muốn ra? Dạ thì bữa giờ thì chị Vinh nó làm Nha Trang thì con thích làm Nha Trang không? Thôi làm ở quê hương mình cái đi. Dạ đúng rồi. Rồi dạ. Mốt lâu lâu có con cứ bay vô bay ra đây con diễn với chú Điền này. Nếu được thì mừng quá. Đúng không? Làm ở quê hương bao giờ cũng dạ đúng đây. Rồi. Dạ đây là ba. Dạ ba. À, Thịnh. Dạ ba đó. Ô, anh cũng bị khiếm thị luôn. Dạ ba người khiếm thị mà. Ba xã cũng khiếm thị luôn anh ạ. Trời. Cả nhà ba hai người sanh Thịnh ra cũng đều như vậy hết. Dạ. Dạ. Ô. À, mời anh ngồi anh em. Ủa Thịnh còn em út gì không? Dạ, không, mình đứa một à. Dạ. Coi như hai anh chị có một mình cháu thôi. Mà bị cũng khiếm thị bẩm sinh luôn hay dạ, bẩm sinh luôn. Ủa rồi lúc sinh cháu ra là từ là nó hay là có một cái cơn bệnh gì không anh? Như thế này anh là coi như là hai vợ chồng coi như là có khi mà mang có bầu đó, bà xã có bầu đó coi như là 7 tháng rồi sau coi như đi hai vợ chồng vác chổi đi bán đó anh. Ủa? Đi bán coi như không thấy đường nó đi rồi sụp xuống lề đường đó à. Rồi bị động thai rồi đem về bệnh viện Ninh Hòa đi nằm cấp cứu rồi coi như ra máu quá rồi coi như đúng 7 tháng 10 ngày rồi mổ cháu nó ra là coi như bỏ nuôi trong lồng kính ra. Trong lồng kính đó. Trong lồng kính khi non tháng thì nhỏ quá rồi khi mà lấy ra ngồi thì không có bú được sữa mẹ nên là mẹ mất sữa thành ra uống sữa ngồi yếu lắm. Khi mà đến 10 tháng tuổi rồi á thì những người tới thăm á là coi như là lấy đồ chơi đưa cho cháu nó thì tay chân nó yếu, nó rất là yếu mà mắt sao nè nó cũng không có hướng theo cái đồ chơi. Thành ra người ta nói là nguy cơ là bệnh mù. Cho nên đưa vào bệnh viện Nha Trang á, bác sĩ khám cũng không phát hiện ra bệnh gì. Mới chuyển viện trong thành phố Hồ Chí Minh á, bác sĩ trong đó cũng không tìm ra nguyên nhân nào.
sau khi đó thì trong thời gian độ đó thì được hộp thư truyền hình của tỉnh Khánh Hòa đó cho số tiền, cho nên hai vợ chồng nóng ruột quá mới xin là chuyển ra huyện Hà Nội, mắt trung ương á, Hà Nội á. Ra đó thì bác sĩ của đó chẩn đoán là bị mù não, là cháu nó bị bẩm sinh rồi không thể cứu chữa được. Thì nói chung là cái lúc cái giai đoạn là hai vợ chồng mất hết tất cả rồi, lúc đó buồn lắm. Tại vì nghĩ là hai vợ chồng như thế này là thương nhau rồi kiếm đứa con rồi sau này đỡ nương tựa bằng vợ con đó, đã có nhờ cái ánh sáng của con, nhưng không ngờ là bất hạnh lại chồng bất hạnh, cái nỗi khổ như vậy. Thì lúc đó thì hai vợ chồng cũng ấy lắm, mà nghĩ bây giờ làm sao, giờ mình như vậy rồi con thì phải thương hết tình cảm mà để dành cho con. Thì cố gắng hai vợ chồng cứ làm chổi cả ngày lẫn đêm gì đó để mà mua sữa cho con uống. Bố nó lớn mà trời Phật không thương là nó lớn trưởng thành, nó lớn dần dần. Sau đó thì cũng cho cái năng khiếu là như vừa âm nhạc. Từ đó thì hai vợ chồng nghĩ cũng như là đối với người ta sáng mắt thì cho con đi đại học của mình đó, thì sanh đứa con như vậy đó. Thì thôi giờ cố gắng bằng cách nào cũng cho con đã đến nó thắp sáng cái niềm ước mơ của con. Ủa nhưng mà ở nhà là anh với chị là trước đây có chơi, có người nào biết nhạc không? Mà cuối cùng là Thịnh lại chơi nhạc giỏi. Dạ không anh, coi như em thì nó thật ra không có biết hát với nhạc gì hết trơn á. Mà mẹ của Thịnh thì coi như là có cái giọng hát. Mà quý ngoại thì cũng biết hát. Cậu gì ông ngoại rồi cũng biết hát hết đấy. Mà cái gen di truyền quý ngoại hả? Dạng như mình cũng ước mơ là mình đánh được nhiều nhạc cụ gì mà sao mình không có hòa âm được. Giờ học hòa âm. Con cũng học chứ, con học lúc đó là bắt đầu vô gặp ai cũng hỏi, gặp ai mà biết hòa âm là cũng hỏi. Lúc mà con ước mơ phòng thu là 2015. Là con tích lũy từ lúc đó cho tới là cuối năm 2020 con mới xây được. Cô đấy hả? Trời ơi, nãy giờ tôi đi tìm. Hèn chi mình nãy giờ mình ngồi mình nhìn mình nói chứ. Nói sao giống Thịnh hả? Với Thịnh thấy cái nét giống Thịnh, tưởng chị. Hay có bà con gì mới tính hỏi luôn á. Đâu mà dữ. Trời ơi, chị đẹp gái lắm nha anh. Dạ. Anh Điền ơi, nghe nói anh thích giọng cổ mà anh nghe được không? Anh đó hả? Dạ. Ca cũng được lắm mà người ta nghe không được thôi. Thôi thì ra hội ca tặng cho cô chú, em với anh ca một bài đi. Giao lưu một bài đi. Chết tôi rồi. Ở đâu thì nghe không được, chứ ở hội thích nghe mà. Mà không, anh có thích em Vũ Điền hát không ạ? Dạ. Có một bài một hè. Dạ. Hai câu vọng cổ nha. Ồ, hay. Wow. Hai câu vọng cổ lá trầu xanh. Thank you.
Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Show Diễn Cuộc Đời. Chương trình Show Diễn Cuộc Đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện với sự đồng hành của hai nhãn hàng Colorman Fashion và Colorman Foodmark. Chương trình Show Diễn Cuộc Đời được phát sóng vào lúc 20h35 phút tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Colorman cũng rất vui một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của tất cả quý bà con, cô bác của Hội Người Mù thị xã Ninh Hòa đã đến đây để ủng hộ tinh thần cho bạn Bùi Ngọc Thịnh. Và kính thưa quý vị các bạn, có lẽ không để quý vị các bạn chờ đợi lâu nữa. Bây giờ thì mời quý vị các bạn chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu. Xin được trân trọng kính mời nhân vật chính của ngày hôm nay, đó là bạn Bùi Ngọc Thịnh, kỷ lục gia châu Á. Kính thưa quý vị các bạn, Ngọc Thịnh năm nay là 21 tuổi. Ngọc Thịnh đã đạt kỷ lục gia châu Á vào năm bạn mới có 12 tuổi. Bây giờ thì Ngọc Thịnh đã chơi được 14 nhạc cụ. Cho tới giờ phút này thì Ngọc Thịnh đã chơi được bao nhiêu nhạc cụ rồi? Dạ, nếu chơi thuần thục thì 14, nhưng nếu mà tính các cái nhạc cụ mà có thể chơi được thì tầm khoảng cỡ 18 hoặc trên nữa. Ngày hôm nay chú thấy trên đây khá nhạc cụ ha. Có cái đàn bầu nè, có đàn kìm nè, rồi có luôn cả cây mandolin nữa. Thì chú không biết trong tiết mục đầu tiên này là gì mà có nhiều nhạc cụ như vậy, Thịnh có thể tiết lộ cho quý khán giả được không ạ? Dạ, con cũng xin bật mí quý khán giả là tiết mục này thì cũng rất là vui để gửi đến toàn thể các cô chú anh chị. Cái điều đặc biệt của tiết mục này là con sẽ vừa chơi đàn và vừa chơi trống. Hôm nay thì dự kiến con sẽ chơi tầm khoảng 7 đến 8 nhạc cụ, tại vì có một số nhạc cụ thì không thể đem lên sân khấu được vì quá cồng kềnh. Ngọc Thịnh có thể chia sẻ cho quý khán giả biết là Ngọc Thịnh đã bắt đầu làm quen với âm nhạc từ năm mấy tuổi không? Con làm quen với âm nhạc là từ năm con 6 tuổi. Trước lúc qua đó thì tầm 3 tuổi là con đã đam mê về nhạc. Thì hồi có đi diễn, ba mẹ cũng ẵm con đi theo tại đâu có ai giữ. Con tới đó con nghe nhạc không cho con hát thì con nằm con khóc. Ba mẹ tưởng con bị gió hay bị gì thì ẵm về nhà hỏi tại sao khóc. Nói dạ tại không cho con hát nên con khóc. Từ đó thì ba mẹ mới cho con đi hát ở trong đội văn nghệ. Con cảm thấy niềm đam mê đầu tiên của con là đam mê với dàn trống. Lúc đó là ba mẹ con cũng có điều kiện để cho con đi học. Rồi xin biết thì ba mẹ cũng chịu không được. Rồi ba mẹ cũng mượn tiền để cho con đi học. Rồi lúc đó tới thầy thì thầy lại không chịu nhận. Tại vì lý do là con quá nhỏ. Lúc đó con mới có 5 tuổi. Ba mẹ mới thấy con thích quá không biết làm sao. Thì lúc 6 tuổi thì ba mẹ nói với thầy là dạy cho một chú hội viên trong hội để cho thầy tới. Tới thì biết là dạy cho con. Thầy mới nói là nếu như một ngày con có thể học được 3 tiết điệu trống khác nhau, thầy sẽ nhận dạy con. Bởi thầy không nghĩ là những người bình thường cũng không có thể một ngày mà học 3 điệu trống, tại thầy chỉ ở đó 2 tiếng đồng hồ thôi. Thì con cũng nghĩ là bây giờ mình muốn học thì phải cố gắng, thì con đã làm được điều đó nên thầy nhận dạy con. Có nghĩa là cái nhạc cụ đầu tiên Thịnh làm quen đó là trống hả? Dạ, nhạc cụ đầu tiên con làm quen là trống. Đi diễn với hội thì thông thường là cứ hát nhạc rồi hát cải lương. Lúc đó hát cải lương là hội phải thuê người để đi đánh đàn. Hội thì đã không có tiền, còn đi thuê người nữa thì cũng rất là tốn chi phí. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là con rất là có niềm đam mê. Tại con nghe đài nhiều, con cũng rất là thích. Nên là nhạc cụ tiếp theo là con học guitar cổ. Tiếp theo nữa con có niềm đam mê với organ. Khi mà học các nhạc cụ đó là giống như trong người mình nó có một cái ngọn lửa gì đó mà nó thôi thúc mình học. Và hết nhạc cụ này đến nhạc cụ khác thì con học đàn sến, đàn cò, tranh, đàn kiềm, đàn mandolin, đàn bầu, đàn guitar. Chúng là con biết cũng còn thêm một số nhạc cụ nữa. Đã thuần thục thì con chơi được 14 nhạc cụ, còn có một số nhạc cụ khác nữa. Ngọc Thịnh có hy vọng gì nếu như ngày hôm nay Show Diễn Cuộc Đời diễn ra thành công và con nhận được một cái số tiền khá của quý bà con Mạnh Thường Quân ủng hộ con thì con sẽ làm gì? Con cũng rất ước mơ là được có những thiết bị để phục vụ thêm cho công việc hòa âm, ví dụ như là micro để thu âm hoặc là các thiết bị trong phòng thu. Và con còn ước mơ để mua thêm nhạc cụ và còn nữa là để giúp đỡ thêm được cho ba mẹ bớt đi khó khăn. Dạ, kính thưa quý khán giả, hôm nay thì đến đây thì Colorman cũng được biết là có một cái người bạn tâm giao, bạn rất là thân với Thịnh, cũng chơi nhau cũng đâu đó cũng 10 năm rồi phải không con? Con với ảnh là gặp nhau tại Hà Nội, là anh em đi thi chung. Con là thi nhạc cụ cho đội Khánh Hòa, ảnh là thi cho đội Đà Nẵng, anh em quen nhau từ lúc đó luôn. Ảnh tên đầy đủ là Võ Văn Nhật. Và kính thưa quý vị các bạn, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chào đón bạn Văn Nhật.
Với tiết mục đầu tiên, Hòa Tấu Melodia La Giuzi, bài ca Số Số. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thank you.
Cảm ơn Văn Nhật đã dành thời gian từ Đà Nẵng vào đây để ủng hộ cho bạn Ngọc Thịnh. Cảm ơn Văn Nhật nha. Kính thưa quý vị, bạn, như trong phần chia sẻ ban đầu thì Ngọc Thịnh đã rất là mê đàn cổ. Và chính vì vậy cho nên là trong ngày hôm nay thì chắc chắn là không thể thiếu cổ nhạc. Và bây giờ thì mời quý vị các bạn đến với tiết mục thứ hai, Pháo Hồng Tiễn Bước Em, trích đoạn trong vở cải lương Máu Nhuộm Sân Chùa, soạn giả Yên Lan. Rồi giữa đêm nay Nga sẽ làm cô dâu mới.
Cảm ơn Huyền Trâm rất nhiều. Ngọc Thịnh một lúc chơi cả hai nhạc cụ, vừa đánh keyboard vừa đánh guitar cổ. Và bây giờ thì quý vị và các bạn thân mến, Show Diễn Cuộc Đời tại Nha Trang cũng rất hân hạnh được mời đến đây năm ca sĩ có một giọng ca phải nói là vô cùng xuất sắc, đó là bạn Xuân Hòa. Và Xuân Hòa cũng dành thời gian để bay ra đây từ thành phố Hồ Chí Minh để ủng hộ cho Ngọc Thịnh. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe bài Ngắm Hoa Lệ Rơi của tác giả Duy Cường và phần trình bày là Xuân Hòa và Ngọc Thịnh. Ngọc Thịnh sẽ đệm keyboard. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với tiết mục hồi tưởng của tác giả Anh Bằng
Lê Dinh, Minh Kỳ. Tiếp tục với phần trình bày của giọng ca Xuân Hòa, anh Thanh Điền sẽ đệm đàn guitar, còn Nhật Võ thì đệm keyboard, còn Ngọc Thịnh sẽ biểu diễn trống. Mình thì muốn yêu ân tình mãi anh ơi,
đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng qua rồi. Cảm ơn Xuân Hòa rất là nhiều. Kính thưa quý khán giả thân mến, Coleman ngồi ở dưới cùng với bà con cô bác thì mình cũng nghe bà con ở dưới thầm thì trời, xúc động quá, tài năng quá. Và kính thưa quý vị các bạn, thật sự là đây là một trong những cái chương trình mình làm mình cảm thấy vô cùng xúc động. Chúng ta cho thêm một tràng pháo tay để dành cho bốn nghệ sĩ rất là tài năng của chúng ta. Và tất cả các nghệ sĩ đứng trên sân khấu này hiện tại đều là những nghệ sĩ khiếm thị. Và để liên tục chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với giọng ca cao vút của bạn Huyền Trâm, tiết mục Tân Cổ Thầm Kín của soạn giả Viễn Châu.
mệt mỏng với người ta. Dầu xe qua đường nhà cao cửa rộng, còn em thì một mình ước dòng đi một mình. Lời thôi khi nhắc tên em, cho kẻ yêu anh không túi vẫn nghèo, còn giữ trên môi nụ cười cầm bằng như áng mây trôi. Nhớ nhớ thương thương buồn dương khuya mắt, nghe tiếng con tim nồng ấm gọi tên người em. Chúc cho anh đẹp mối duyên đầu cùng người anh yêu quyền quý cao sang. Em biết thân em vẫn gái nghèo nàn, mà lỡ yêu anh trọn đời, yêu mãi một người có biết không anh Điền. Quyền Trâm kính chúc là chương trình show diễn cuộc đời hôm nay của em Thịnh sẽ được thành công tốt đẹp. Bậy quá. Cảm ơn Huyền Trâm rất là nhiều. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay thì cũng có bố mẹ của Ngọc Thịnh, anh Văn Lộc và chị Thu Thủy. Và chắc chắn sẽ có một tiết mục giao lưu, bởi vì Thịnh cũng có chia sẻ là cảm hứng âm nhạc của Ngọc Thịnh là đến từ mẹ của Ngọc Thịnh, đó chính là chị Thu Thủy. Tuy nhiên trước khi chúng ta đến với phần giao lưu này thì rất là đông khán giả đang yêu cầu một cái tiết mục song tấu mà vô cùng ngẫu hứng giữa anh Thanh Điền và Ngọc Thịnh, Tây Du Ký.
Làm bài nữa hả? Quá đã phải không quý vị các bạn? Trời ơi, nghe mà nghẹt thở luôn. Cảm ơn anh Thanh Điền và cảm ơn Ngọc Thịnh rất là nhiều. Quý vị các bạn thân mến, ngồi bên tay phải của Conorman đây chính là mẹ của Ngọc Thịnh, đó là cô Thu Thủy. Và kế bên cô Thu Thủy đó chính là anh Văn Lộc, là bố của Ngọc Thịnh. Cái công việc hàng ngày của hai anh chị là đi làm chổi, bó chổi ở tại Hội Người Mù với một cái số tiền rất là ít ỏi. Và hai anh chị đã bền bỉ làm những cái công việc như vậy để nuôi dưỡng cái giấc mơ của con trai mình. Đây là một cái trường hợp mà mình nghĩ, một cái gia đình mà mình nghĩ là cho mình rất là nhiều cảm xúc. Ngọc Thịnh ở ngoài dễ thương lắm. Dạ, và chắc chắn là anh chị cũng mình cái cảm giác của mình á, nghĩ bố mẹ mà không biết được diện mạo của con mình nó như thế nào, chỉ có biết là con nó mập lắm, nó mập hơn chú Colorman. À, vâng, và cái khi mà Ngọc Thịnh lớn lên lúc 3 tuổi 4 tuổi thì lạ lùng là Ngọc Thịnh có một cái tài năng. Thì em cũng không hiểu được là khi Ngọc Thịnh nghe những cô chú ở hội đi biểu diễn văn nghệ á, thì Ngọc Thịnh lại đòi mẹ ơi ẵm dùm cho con tới cái trống đó để con
con gõ thử. Và Ngọc Thịnh cứ đòi đi học. Thì em cũng có mời thầy đến hội để mà cho Ngọc Thịnh học. Thầy cũng rất là ngạc nhiên, hỏi dạy cho ai, nói dạy cho Ngọc Thịnh. Thì hồi giờ cũng chưa có khi nào mà đứa nhỏ nào mà nhảy nhỏ như thế này mà thầy dạy vậy được. Thành ra khi mà thầy tiếp tấu là điệu bơ rô hoặc cha cha thì Ngọc Thịnh tiếp tấu y chang là như vậy luôn. Thì lúc đó là thầy nhận dạy Ngọc Thịnh. Lúc lên 5 tuổi thì lại Ngọc Thịnh nghe những cái đài radio. Lúc đó lại Thịnh lại đòi thêm là đàn guitar cổ. Thì lúc đó thì lên trên ông thầy thì ông nói là bỏ cây đàn lên. Thì nó lúc đầu Ngọc Thịnh rồi. Nhưng mà Thịnh mơ ước quá thì lúc đó cũng dạy cho Ngọc Thịnh. Thì lúc ban đầu thì Ngọc Thịnh cũng đàn lên được là 6 cầu vọng cổ rồi. Nhưng mà lúc tay Thịnh còn nhỏ quá nên là đàn nó cũng bấm vô thì nó cũng hơi đau tay và lúng cái vô cái bị chảy máu tay. Thì gia đình cũng lo lắm, nói thôi dụ Thịnh, nói thôi đi về đi, rồi để khi nào lớn rồi mẹ cho đi học lại. Thì khi mà Ngọc Thịnh lên học trên đó rồi là Ngọc Thịnh không chịu về nữa đó. Thì cứ dần dần học, Ngọc Thịnh học thêm rồi đàn organ, rồi đàn kìm, đàn tranh, rồi những cây đàn khác tiếp theo ạ. Kính thưa quý vị các bạn, thì Thịnh cũng trước đó cũng có chia sẻ với Coleman là cái nguồn cảm hứng âm nhạc cũng như là cái năng khiếu âm nhạc của Ngọc Thịnh là cũng thừa hưởng từ mẹ rất nhiều. Và mình cũng đã được chứng kiến là chị Thu Thủy có một cái giọng hát nó rất là sâu lắng và rất là nội lực. Và cái điểm đặc biệt là chị Thu Thủy hát cổ rất là hay. Và trong ngày hôm nay thì chị Thủy ngày hôm qua cũng có hứa với Coleman là sẽ hát trong cái buổi giao lưu ngày hôm nay với Show Diễn Cuộc Đời với Ngọc Thịnh là chị sẽ hát bài Hoàng Tử Mặt Nám của tác giả Đăng Minh và Ngọc Huyền Thanh. Dạ, bây giờ xin mời chị lên sân khấu. Vâng, và lời nói đầu tiên thì cho phép Thu Thủy cũng xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú, anh chị đang có mặt ở nơi đây cũng như các cô chú anh chị gần xa, các vị ân nhân, lời chúc sức khỏe với lời chào thân thương nhất ạ. Thưa hoàng tử và dưỡng phi, đến chúc mừng hôn nhân của hoàng tử và dưỡng phi, tôi chỉ có một bài hát. Xin mời hoàng tử và dưỡng phi hãy nghe đây. Tôi xin hát bài tình lỡ hai phương. Tên người đi là lia biệt muôn đời là nói tiếng
tha thứ tôi vô tình. Tình bạc như vôi thôi lỡ khắp chung tình, giấc mơ đâu bạc vàng xuống nhung lùa, mà chỉ mong tấm lòng thành với lời nói. Quả sao nói lời tán vợ, phải chăng nàng muốn phá hạnh phúc của ta chăng? Không không, Dương Phi ơi, lời lẽ vẫn quen, nghe sao nói về? Tại đến đây dân qua đêm mong lấy để chúng tụng cho người tròn mong. Rất là xúc động, thưa quý vị các bạn. Thịnh ơi, hôm nay nghe ba nghe mẹ hát thì con thấy sao? Sự là con cũng rất là xúc động, vì trước kia là mẹ là người truyền cảm hứng cho con, tại vì có những cái bài con học á, nói chung là rất là khó, những bài Bắc, những bài Nam và các tất cả các bài rất là khó, thì mẹ là người ngồi mở băng cassette mà thầy đã thu về. Thì mẹ vừa làm chổi rồi vừa mở băng cassette, con phải ngồi đó tự học theo cái băng đó. Thì mẹ là người cho con có lửa trong trong nghề. Có những lúc thì con học nhiều rồi, cũng có những lúc thì con bị stress, nhưng mà cũng mẹ và ba cũng động viên con thì con mới vượt qua được thời gian đó và con mới có thành công như ngày hôm nay. Trước giờ thì con cũng chưa nói như thế nào, nhưng mà hôm nay con xin gửi lời cảm ơn đến ba và mẹ. Trong những năm qua lo lắng cho con để con có được ngày hôm nay. Lúc nhận được lời mời tham gia chương trình thì con cũng có suy nghĩ là trước giờ thì mình cũng không làm được gì cho cha mẹ, thì hôm nay cũng gửi tặng ba một bài hát và mẹ một bài hát, mong là ba mẹ nghe và hiểu cho con trai. Kể nhiều lắm về thời niên thiếu, cha hay đạp xe buổi sáng cốc cách tới trường. Ngay khu phố trước nhà có cụ già bán bánh thơm lừng, những chiếc bánh bao tròn mùi ấm áp khói bay.
mẹ kể thời đấy trông mẹ đẹp lắm. Cha con say đắm say đuối nhớ tương hoài tư. Ôi như lúc hẹn hò chiếc xe đạp đưa đón nhau về những năm tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Cha già rồi đúng không, mắt kém tay chân thì run. Cha già rồi đúng không, sao cứ nói lung tung chuyện cũ. Cả cuộc đời với cha chỉ sống để yêu một người là mẹ của các con thôi. Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần mười năm nữa. Từ là từ phú tương, bảo kim sắc phong lương đà giàu ra tình chàng nằm cạnh mơ màng đêm luôn trong tình chàng cho gan vàng quặng đau ý à. Gia cố hỏi láng tình ta, cha thường hay hát. Cha hay nhắc tôi nhiều thứ đã nghe hoài tai. Ôi những lúc tan trường chiếc xe đạp đưa đón con về những năm tháng tươi đẹp của tuổi thơ con. Già rồi đúng không, cứ hát mãi câu ca hoài lãng. Cha già rồi đúng không, con xin lỗi cha, con thật vô tâm. Cả cuộc đời với cha chỉ sống với những ước mơ ngày thơ từ vé nơi tim. Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần mười năm nữa. Cha già rồi đúng không, mắt kém tay chân thì run. Cha già rồi đúng không, sao cứ nói lung tung chuyện cũ. Cả cuộc đời với cha chỉ sống để yêu một người là mẹ của các con thôi. Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần mười năm. Chắc kể tôi nghe. Xin lỗi cha, con thật vô tâm. Cả cuộc đời với cha chỉ sống với những ước mơ ngày thơ từ vé nơi tim. Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần mười năm nữa. Liên tục chương trình thì mời quý vị và các bạn đến với một tiết mục kế tiếp, đó là độc tấu sáo nàng thơ hoa nở không màu.
và Nhật Võ cũng sẽ hỗ trợ keyboard cùng với bạn Ngọc Thịnh. Chắc là chúng ta cũng đã có những cái khoảnh khắc nó rất là nhiều cảm xúc. Và quý vị các bạn thân mến, thì bây giờ thì mời quý vị các bạn đến với một tiết mục cuối cùng của show diễn cuộc đời ngày hôm nay. Thì Xuân Hòa sẽ tiếp tục đến với ca khúc Biển Tình.
nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình hai chúng ta, vượt ngàn hai lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua, chuyện xanh cắt trắng như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Trăng lô lên cao, trăng sáng trên vành núi, mây xanh xanh lơ vì say tình mới, đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em u sầu là cả một trời thơ, không gian im nghe nhịp trái tim hẹn ước, mong sao tương lai đường chẳng ta cùng bước, siết tay với nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đang cay trần gian. Đời em sẽ đẹp vì có anh, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm, biển xanh cắt trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều là mình nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều đang rất là chờ đợi xem ngày hôm nay số tiền mà quý bà con cô bác ở gần xa cũng như ở đây ủng hộ cho Ngọc Thịnh như thế nào. Và kính thưa quý vị và các bạn, tổng số tiền quyên góp từ xa của quý bà con cô bác Mạnh Thường Quân, tổng số tiền là 65.431.950 đồng. Dạ, tại sân khấu này thì quý bà con cô bác ủng hộ tổng cộng là 13.200.000 đồng. Và riêng cái tiền thù lao của chương trình 5 triệu nữa, có nghĩa là tại sân khấu này số tiền mặt mà Ngọc Thịnh sẽ nhận được ở đây là 18.200.000. Như vậy là tổng cộng số tiền mà bà con cô bác ở gần xa yêu thương gửi đến Ngọc Thịnh ngày hôm nay là tổng cộng là
83.631.950 đồng. Đại chú gửi cho con ở đây là 18.200.000. Dạ con cũng xin kính thưa toàn thể quý mạnh thường quân, các cô chú. Thì hôm nay thật sự là con không có lời thơ lời văn nào để miêu tả hết cái sự xúc động hôm nay. Và con cũng xin cảm ơn các anh chị trong ekip thực hiện chương trình đã giúp đỡ cho em để em có được một show diễn hôm nay. Cũng cảm ơn anh Xuân Hòa, cảm ơn anh Võ Nhật, cảm ơn chú Thanh Điền cùng các anh chị đã hỗ trợ cho em trong đêm nay. Thì một lần nữa em xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân cùng các cô chú gần xa đã giúp đỡ cho con để con có được một số tiền để con phục vụ trong công việc ăn học của con và mua thêm các nhạc cụ và giúp đỡ thêm cho ba mẹ của con. Và một lần nữa con xin chân thành cảm ơn ạ. Quý vị các bạn thân mến, chương trình show diễn cuộc đời tuần này sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình show diễn cuộc đời tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Rồi ekip mình lên chụp hình cùng với các anh em ha. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình show diễn cuộc đời. Nhân vật chính của ngày hôm nay đó chính là cô Thu Nghiêm. Thật sự em rất là cảm ơn toàn bộ ekip để em có cơ hội để cất lên tiếng nói của lòng mình. Nghề sướng ca tôi không lạc loài, ta ơn người phần tâm tôi muôn kiếp vương tơ cho.